Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Không đủ tiền mua sữa rồi. Xin lỗi con, mẹ không đủ khả năng nuôi con. Mẹ mong con có cuộc sống tốt hơn. Sao có tiếng khóc vậy nhỉ? Ôi, em bé nào đây? Mama. Mẹ ơi, con về nhà rồi. Ngon không con? Có ạ. À, mẹ là tuyệt vời nhất. Cô biết mấy giờ rồi không? Cô tới muộn rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Con gái, mẹ nhớ con lắm. Hả? Này, cô là ai vậy? Đây là con gái tôi. No. Làm ơn cho tôi gặp con bé một lần thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con ơi, con là con của ta. Mẹ, mẹ là mẹ của con này. Không, cô không phải. Mẹ ơi, cô ấy đang nói gì vậy? Con à, nhận mẹ đi con. Không, nhận mẹ đi con. Mẹ không phải là mẹ của tôi. Chuyện gì vậy? Búp bê làm sao vậy? No, baby. Không, búp bê, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, búp bê. Đợi tôi một chút. Cô bé cần một quả tim mới. Làm sao bây giờ? Con gái ơi, tim tôi, hãy lấy tim tôi cho con bé. Cô sẽ chết đấy. Tôi muốn sống, nhưng tôi chấp nhận chết để nhường sự sống cho con mình. Búp bê sẽ hy sinh cho con gái thật sao? Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng mà hai mẹ con họ được ở bên cạnh nhau. Mẹ ơi, con tỉnh rồi. Mẹ, có chuyện này cần nói với con. Why are you crying?
Mẹ con đã hy sinh, nhường sự sống lại cho con. Trái tim này, nhịp đập này, là tình yêu của mẹ sao? Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Boyfriend đi với ai vậy? No. Cô ta là ai? Cô ấy là bạn gái tôi. Nhưng em có thai rồi. Cút đi, đừng động vào tôi. Let's go. Boyfriend đi theo người phụ nữ kia bỏ búp bê rồi. Làm sao đây? Giờ chỉ còn mẹ với con thôi. Ôi anh yêu, chào công chúa bé nhỏ của anh. Em muốn mua chiếc xe này. Được thôi em yêu. Anh thật tuyệt vời. Búp bê phải làm việc cực khổ để kiếm tiền nuôi con. Come on. Okay. Để đánh giày cho khách. Okay. Búp bê còn phải làm công nhân vệ sinh. Boyfriend thì đang vui vẻ cùng người tình. Ok. Nguy rồi, búp bê sắp sinh rồi. Cô được đưa vào đây kịp thời nên không có chuyện gì xấu xảy ra. Con của cô đây. Mày nghĩ mày ăn được tao à? Ôi không! Sao em lại theo hắn? Anh hết giá trị với tôi rồi. Làm ơn, giúp tôi với. Làm ơn, giúp tôi với. Mẹ ơi, giúp chú với. Okay.
bè chết rồi. Vợ à, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Tha thứ cho anh đi. Vợ à, vợ ơi, đừng xa anh mà. Đừng xa anh mà. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng được tha thứ. Vợ, con gái, đây là cha của con. Đúng vậy, cha là cha của con. Cha xin lỗi con, anh xin lỗi em. Người tiếp theo. Tôi khám trước. Tôi trước. Tôi khám trước. Tôi khám trước. What? Không. Tôi trước. Tôi khám trước. Không. Tôi trước. Tôi khám trước. Không. Tôi trước. Không. Tôi trước. Cô dám giành cái tôi này. Tôi chọn cô biết thay. Dừng lại. Cứ đợi tiếp đi. Nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. À, có cách rồi. Nhiệt độ lên mới được. Cô làm gì vậy? Đưa đây. Không, trả lại cho tôi. Stop it right now. Các cô làm gì vậy? Ai đến trước? Tôi. Cô nằm xuống đây. Cô cũng nằm xuống đây đi. Mùi gì khét vậy nhỉ? À, cháy rồi. Fire, fire.
bụng cô thật là nóng. A few moments later. Trời, thành game luôn rồi. Đứa bé trong bụng cô thật là lạnh. Wow. À, nóng quá, nóng quá. Cô uống đi. Hả? Cô nữa, uống đi. Đắng quá. Onii-chan, Onii-chan. Không, tránh xa tôi ra. Đi về đi.